ngồi xuống này, ngồi cùng các bạn quay, quay trực tiếp nha, quay để Lạng Sơn xem nha, đầu xem nha. Thank you.
tối hôm qua đẹp nhỉ, tối hôm qua không ngồi được, hôm qua tối nay thế nào, thế là tối nay xong rồi, thế là tối nay ăn cơm chính mà. Hướng một tí đó vào đây.